Liên hiệp các hội UNESCO Việt Nam đã trao chứng nhận không gian văn hóa tâm linh cho chùa Thiền Tông Tân Diệu, tỉnh Long An. Chứng nhận này nhằm biểu dương sự đóng góp của chùa trong việc giữ gìn các di sản văn hóa tâm linh của dân tộc. Không gian của chùa Thiền Tông Tân Diệu có các điểm nổi bật như chùa điêu khắc gần 10.000 câu thơ của Phật tử trên cả nước về pháp môn Thiền Tông, là nơi lưu giữ tượng và thơ kệ của 36 vị tổ Thiền Tông, trong đó có 3 vị tổ của Việt Nam mà vua Trần Nhân Tông là tổ đời thứ 34. Chùa Thiền Tông Tân Diệu cũng được Hội Di sản Văn hóa Việt Nam trao tặng bằng khen và kỷ niệm chương.